Why do you care if a goblin lives or dies? Tao không quan tâm, nhưng mà tao cần biết thông tin từ nó. Tin tôi nào anh tờ? Đây là vấn đề của Rui. Bà này là người xấu. Chúng ta ở đây để tìm healer. Bây giờ mà tự nhiên chửi bà này thì người ta không heal mình nữa làm sao? Không nghĩ thế nào? Có nên lôi con goblin này ra và bắt nó chỉ đường cho mình không? Không có tốt và sống. Những kẻ ngoại đạo đều sẽ nào phải chết. Hả? À? Những Rui nhưng mà lại không sống như một Rui. Và cậu bảo là không phải Rui đâu. Đúng vậy, tớ không đánh thì không có nghĩa là người khác không đánh. Adriel descend into darkness. Trong tập này, cả hai nhân vật để thể hiện cá tính và động cơ riêng của họ tạo nên một cốt truyện không lường tới. Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patreon đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Chúng ta trở lại với adventure của Hunter và Adriel. Check đồ một tí. Không biết có cái vũ khí nào dùng tạm liệu kiếm đi vậy. Finally, he said liệu kiếm, man. Nó phải respect culture của các bạn. Respect the culture. Hunter, cậu có muốn nói chuyện với cái anh phân thân kia không? Đâu, anh phân thân là anh nào? Gilwick. Ờ, sure. Sao anh lại phân thân vậy? Ai kia là tự ngắm phân thân. Ôi, có cái gương mà. Ê! Be with you in a moment. Quật chất đuối. Mấy cái trò này làm tôi cảm thấy không thoải mái. Đâu mới là anh? Number 4, look at him. Never too much of a good thing, I say. Be that as it may. Ah, hóa ra đấy là cậu. What does it make you think of? Nếu mà cậu định cho tôi một cái bài giảng thì không, cảm ơn. Tôi biết nó là cái gì. Long story short. Thanks to the tadpole, we should have developed more than invasive symptoms by now. Any expert will agree this is abnormal. Vậy thì đây là thể trạng bình thường của anh đấy à? Nhìn phân thân của mình. Study. But what is happening, or rather not happening to us, is entirely undocumented. Uncharted territory. The silence before the storm. Something to sleep on. We should get some rest. Oh. Tuyệt vời đó. Anh nói đúng. Nhưng tôi có muốn nói chuyện với ai nữa không? Có vẻ là có khá nhiều người ở trong camp mình rồi đấy. Mình nên bỏ cái biển trại của Hunter và Adriel đi. Những người này đều đáng sợ quá, tôi không biết nữa. Cái thanh niên trước định kề dao cổ cậu vẫn ở đây à? Mình có để cậu không ấy ở đây không đây? À, để tôi hỏi tao xem. Hello. Có vấn đề gì thì vẫy tay nha. We're all doing surprisingly well, given the circumstances. Tất nhiên anh có làm gì đâu anh. I'll have to stop that pretty little heart of yours. Có một năng lượng gì khó hiểu từ anh này. I don't have to choose. I don't like you, man. Mày quyết định thế nào? Chúng ta có muốn ngủ khi thanh niên này ở gần không? Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Okay. Anh ấy chỉ chỗ độc ngủ độc viện thôi, chắc thế. Tôi bảo tôi sẽ bảo chị kia là ở nhà để cứ dẫn anh Blade of Frontier đi cùng. Abominations grow inside us. Và chị Gip Janky cũng bảo là đây là chuyện bất bình thường. Chúng ta nên nghỉ ít thôi. Sáng dậy sớm còn làm việc, còn phải lo, phải nói chuyện nốt với anh. Have you ever heard a banshee scream? Great of the sun, chia. Nghe đã tiếng ngầu rồi. Có mà ngủ một tí để confess. Incredible, wasn't it? Loud enough to wake the dead and shrill enough to shatter a golden goblet. But there's one even more fearsome than that. Astarion. Adriel ơi, lại đang nghe cuộc nói chuyện của tớ với cái cậu Blade này. Cậu Blade đây, sao vậy? Còn tớ vừa nói về việc cái tiếng của con Banshee nghe thật tệ, nhưng mà con thứ còn tệ hơn. Tớ nghĩ là tớ định nói gì? Yes. This? Yep. The lad's quite the tease. But he's a charming sort of cad. Well, most of the time. Now, I think I know. Thinking of a far more loathsome sound. The doubt in our minds reasonable. Nói chuyện cũng reasonable. It's hopeless. Nhưng mà hơi triết lý. Than a murderous god. Most people don't find it so easy to conquer. It's a good thing for us that we aren't most people. Có vẻ, tôi nghĩ là rồi, có vẻ là anh này sẽ hợp với cậu hơn. Triết lý nhiều. Tin tưởng cái này, tin tưởng cái kia.
Thôi nào, cậu ấy cũng nghe giọng cậu thật là mỉa mai. Cậu sẽ đi ngủ trước. Để còn mang test thì... Nói chuyện với cái bà chị Cloric chưa? Rồi, xong rồi ạ. Bà ấy nói bla 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 gì đấy, tôi không hiểu. Kiểu đại loại là nói về việc... Về việc chúng ta cần kiếm healer. Rõ ràng rồi. Đây thì còn chỉ có tớ với cậu là hiểu nhau nhất thôi mà. Ý thanh niên khác thì... chưa chắc rồi, tin 100% được. Yeah. Ok, vậy thì ngày mới rồi. Mình nghĩ là mình sẽ muốn có những ai đi cùng mình. Tôi sẽ mang anh kia đi cùng. The Blade of Serantian. Chị kia đưa cho tôi cái gì này? Mystery of Satisfaction. Có phải như là nếu mà mình không đưa chị đi cùng thì chị đưa cho mình. Thì ra anh ra. Không, nhưng mà em muốn nghe kể chuyện một tí. Tất nhiên là cậu thích đấy, chuyện của cậu này rồi. Yeah. Wow, so proud, angry, why? Oh, yep. Let's go. Hỏi về cái mắt đá cậu đi. Thôi rồi, để tự hỏi cho. A most delicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the city. Văn qua cậu ơi. It's not like that, you know. Sao ra chưa? Sao? Okay. Rồi Hunter với Andriel nào? Không cần thiện đến bút nữa. Ok. Như bây giờ chúng ta phải đi gặp mặt cái bà Rui xấu xa đúng không? Ok. Hello, hello, hello fellow. Tôi, anh ơi đừng gặp. Nào, tôi nào. Chill man. Just give me a chance man. Give him a chance. Ok, thôi. Step back. Go join the other tieflings. Ha? Cho một cái cơ hội mà anh cuối cùng anh đuổi đi à? A moment, Giona. What? Nghe, nghe đi, Giona. Đi thôi. Kia có thanh niên nào đang nói chuyện với con gấu kìa. Tôi biết đấy, okay. Tất cả thằng nuôi đều nói chuyện với con gấu. Cái gì là con gấu nói chuyện với thanh niên đấy? Vì con gấu là nuôi. Ôi chà. Please. I'm sorry. And I will cast out every stranger. Đúng rồi. The tree father's words. Your circle taught well. Đừng can thiệp vào chuyện người khác. You know then that Sylvanas spoke further. The parasite must be removed for new seeds. Yet behold, the parasite lives. Tôi không nghĩ là mình nên can thiệp vào chuyện người khác. Mình ở đây về chuyện khác cơ mà. Tin tôi nào Hunter, đây là vấn đề của Rui. Bà này là người xấu. Chúng ta ở đây để tìm healer. Bây giờ mà tự nhiên chửi bà này thì người ta không heal mình nữa làm sao? Nhưng không. Tôi ta không được heal còn hơn. Guidance. The words of the tree father. Spoken plain. It is as you say. Sivisif, Tila to me. Out, thief. Wait. Hunter à, cậu biết đấy. Chúng ta vẫn có thể hỏi về Hugh kể cả khi mà chúng ta can thiệp vào cái chuyện đấy mà. Phải không? Nhưng mà cơ hội người ta trả lời sẽ ít hơn đúng không? Mình không làm... Chúng ta... Mình can thiệp. Vào việc họ. Mình còn chẳng biết là... Thì con bé đấy đã cướp cái gì? Nó chỉ là một đứa trẻ. Và nó cướp đồ. Rồi, rồi hỏi nói chuyện gì nói đi. Go on. Say it. You think I'm a monster? Bà gì không quan trọng. Tôi chỉ theo dõi thôi. Ah. You don't see a monster. You just look at me through one's eyes. You are like the devils. Where they tread, chaos follows. No matter. I took back quan gì thì biến chữ rồi. And the right has resumed. I like a better leaf. Free from harm. Free of intruders. Wow, thì Hunter bảo là không xíu vào chuyện người khác. Làm gì cũng được, tôi không quan tâm. Get out. We have no more business. Nào thôi đi, người ta chỉ là Netty ở trong này này. I'm looking for Netty. But I still don't know what she can do for you. Cẩn thận đừng go around spill tất cả mọi thứ về chúng ta cho mọi người khác nhé. Yes, I'm very tired in it. Something wrong, yes. Some sort of bug. Some sort of bug. Không, nó sẽ không nghĩ nhiều. You know that. I might be able to help. Có thể sao? We need to be quick. This way. I don't know. Nhưng mà có phải chị ấy biết gì đó? Ok. Oh, wow. There's something in that vessel. Take a closer look. Tadpole crawled out of his head soon after. Oh, my. Seems so.
Gave Master Halston a right start. Hy vọng là thua. It's why he joined the adventurers on their expedition. Oh. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. Okay. You don't have to be here for this. I'd like to stay, if it's all the same. All right. Let's see what we can do. First things first. Tell me, have you noticed anything unusual? Not just symptoms. Any strange events? Thỉnh thoảng có thể dùng não, sóng não. Yeah. Victims can identify each other. But Master Halston was sure you deserve a chance to save yourself. Bà ấy đưa chúng ta đọc. In case I couldn't trust bà you, quá. I don't have a cure. Only a way out. Vậy là bà ấy chỉ phí thời gian của mình thôi à? But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Đi thôi. Chẳng có gì ở đây cả. But you have to. Don't you understand? You could kill us all. Cái này, no. Đây là Thiện chọn những cái Hunter sẽ nói nhé. Còn Ariel nói gì là tùy em. Ariel is like, okay, she's in Jesus. Swear it. Oh my gosh. No, I have to swear. Then I've no choice. I'm sorry. What? Really? Oh, đây là một sai lầm. Why, Nancy, why? Bên bài là loại dùng phép thuật hay là dùng? Rồi, chúng ta có chắc câu trả lời. Phép thuật ở đây, bà ấy mà. Ý đang hỏi là bà ấy dùng phép thuật chính hay là hóa thú chủ yếu? Ai đưa ra cái chủ ý đi gặp Peppy ta? Vài tên Tiefling mình gặp trên đường. Bảo bà ấy là healer. Cái ngu ngốc. Bà ấy mới là người ngu ngốc. Có muốn lấy cái vòng đeo cổ của bà ấy không? Có vẻ như đeo thì sẽ attune hơn với nature. Cái này dành cho tớ hơn. Và đó là cái mũ cổ, không phải là cái vòng đeo cổ. Là cái như là vương miệng này. Tớ không nghĩ nó đã giúp cho cái bà kia nhiều. Hy vọng nó giúp cậu nhiều hơn. Sao những kẻ này lúc nào cũng phải làm mỗi thử chiến này khó khăn thế nhỉ? Sau lá thư này nói về một mệnh lệnh dành cho cái tay này. Cả này chỉ là một gã do thám thôi. Là đi so thám bọn tên đuổi ở đây. Ok, should we loot something or we left? Không nghĩ là có gì quan trọng để loot trừ những thứ mà liên quan đến cái nghiên cứu này. Xem từ trên bàn xem. Hunter đang lấy các cái giấy tờ trên bàn. Để tớ lấy thôi. Xong rồi hai người không biết ai với ai. Tớ thấy có cái Mind Flayer Parasite thì kìa đó. Đó, từ từ đọc tí, nhìn cửa nha, đừng để ai vào. Cái circlet đấy có thể dùng để mở cái library. Ok, tức là cái circlet là cái mà cái vòng để mở cái tường đá. Đi nhặt về cái có mấy hình này. Ảnh về Illithid Parasite. Và có một con Parasite ở trong cái lọ này. Ngoài ra có thuốc chữa độc. Mà chắc là các loại độc thường thôi. Đi nào, tôi nghĩ là chỉ cậu mở được thôi. Không phải đấy, cậu mở được. Ra lệnh cho nó mở này. Vâng ơi, mở ra. Nếu chúng mình trộn đồ trong này thì có xác không nhỉ? Đây có antidote này, có potion of healing này, cái bộ phận. Bây giờ cậu cũng bắt đầu giở trò trộm cướp rồi đấy à? Coi như đây là vì chúng ta mất quá nhiều thời gian ở đây. Tớ chỉ học cho cậu thôi mà. Tớ chỉ comment về việc dạo này cậu cũng thực tế nhiều hơn. Ai có một cái con nọc bơi ở trong não thì cũng vậy thôi. Nói rồi nói nhỏ thôi nhá. Bọn bên ngoài chưa biết là bà kia hẻo đâu. Tớ không biết đất là sao chúng ta quay lại đây, liệu người ta có sửa đèn chúng ta không? Vậy thì tốt nhất là đừng quay lại. À, nhưng có biết gì không? Họ không thể vào được trong cái phòng đấy đâu. À, đúng rồi. Tại vì họ không phải có cái vũ. May mà lúc đi ra họ không thấy cái vòng trên đầu cậu. Chắc là họ không để ý. Pause một tí nào. Anh cảm giác cái cách em roleplay nhân vật Adriel này đã đi xuống con đường tội lỗi khá nhanh. Cũng bất cần rồi. Em có muốn okay, thế không? Em nếu mà em muốn như thế thì ok. Mình cái em chơi nó cái tự nhiên mà. Okay. Cái cafe này của mình có thể đi theo phong cách thực tế hơn chứ ít sự bàn cãi giữa Hunter và Adriel nữa.
Yeah, mình cứ đi như thế đi, cho lại em về này, đi okay. Thế là em cảm thấy thoải mái đâu. Yeah, thì đó em cũng không phải, cũng không force mình phải kiểu cố hóa, tức là I try to be positive, but nhớ là từ đầu là mình cố tạo nhân vật Adriel theo phong cách là biết là thế giới đầy những thứ độc ác rồi nhưng mà vẫn cố làm cái beacon of light, là cái positive. Yep. Có vẻ là bây giờ thế giới đã knock him down. I failed. Hình như cái ông trưởng của hội Tiefling trước là nhờ mình nói với cái bà Koga kia đúng không? Yep. Mặc dù cậu bảo là cậu không quan tâm nào. Chuyển lời cho ông ấy thôi. Chứ còn quyết định của họ thì tùy họ. Quite the choice, isn't it? Quite the choice. Rất may mắn. Do not be so sure. Corga won't spare you either. Ông này kéo bọn mình xuống nước cùng ấy. Đến lúc đấy bọn mình đã đi khỏi đây rồi, yên tâm. Ở đây cũng chẳng có healer nào để giúp mình cả. Xem còn gì ở đây không. Thằng trẻ con kia là chạy vậy. Tất cả bọn trẻ con đều chạy. Xem ở đây còn gì nữa không. Ông ơi, mình nghỉ một đêm ở đây rồi, xong cũng đi là vừa. Có vẻ sắp có conflict giữa hai bên. Nhưng mình đi đâu? Phải Hunter. Tớ hỏi mấy cái thằng adventurer vừa mới đến cổng thành lúc mình đến, xem bọn nó biết gì về bọn goblin thế nào không, đi đường còn tránh. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Bạn có thể cố thử thân thiện hơn. Thanks, mum. Now please do feck off. Chào mình ạ. Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered him shelter. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he dies with me. We've got a contract to track down some relic. Halsin là cái tên trưởng Druid trước khi mà ông ấy rời đi. Đúng rồi. Lên. Nghĩ là ông ấy có thể biết nhiều kiến thức. À, cả cái bà Nettie cũng bảo Housing nghiên cứu cái này mà. Đúng rồi đấy, nên là chúng ta có thể tìm ông đấy. Bất kể nếu mà giúp được cho việc hãy thấy chạy ở background. Đang nói chuyện xong thấy Adriel chạy lòng vòng background. Đôn, kéo, nghe như thế. Vậy thì thử xem tìm xem Housing có khi ông biết về condition của mình. Yes, cảm giác tất cả các mũi tên đều đơn chỉ đấy. Như ở đây có một cái prison. Oh, why should we go to a prison? Tại vì ở đây có goblin, mình có thể biết được bọn goblin ở đâu. You ain't gonna shoot me. Why you step? Vì mình cần hỏi nó, cam của nó ở đâu. You're gonna kill him too. Lower your crossbow. Sao tao gửi mày ngay đến chỗ anh mày? Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? No, tao không quan tâm. Nhưng mà tao cần biết thông tin từ nó. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. Pretty place for the glory of the absolute. Rồi. Mày nói xong chưa? Absolute là ai? We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. Wow, ở đây tất cả mọi người đều thích làm thơ đúng không? Ai cũng thấy văn vở. Goddess không cho mày ra khỏi tù này. She sent you to help me. And you will, if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone wants to chop it off. Mighty Booyog. Không, nó đang nói đến việc. A clever goblin's like a bài có vẻ là một healer. A figment of the imagination. Tao sẽ muốn gặp bà healer này. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Ông nghĩ thế nào? Có nên lôi con goblin này ra và bắt nó chỉ đường cho mình không? Yeah, tôi nghĩ là chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đúng không? Chúng ta có thể tìm Housin và... Mọi người nói về việc Housin đã đi cùng cái hội mạo hiểm kia đến cái chỗ của bọn goblin này. Tức là nói chung chúng ta vẫn phải tìm ở vị trí của nó. Chúng ta vẫn có nhiều cách để đến đấy. Nếu mà lôi con goblin này đi thì bất cập là phải tuồn nó được ra khỏi cái đám Tiefling và đám Druid kia. Nhưng mà có thể lợi là nó sẽ giúp mình
dễ đột nhập vào bọn động của bọn goblin hơn. Nếu không có cái con goblin này thì mình không phải lo đến việc tuồn nó ra khỏi cái trại này. Nhưng mà khi mà vào trại của tộc goblin sẽ khó khăn hơn. Chỉ state tất cả các fact thôi. Cậu nghĩ thế nào? Đường nào tôi thấy cũng khó cả. Nếu mà để con goblin này đây nó sẽ bị những người ở đây giết mất. Tớ ngạc nhiên đấy. Tưởng là cậu sẽ bảo là cũng bọn goblin đã giết nhiều người ở đây rồi. Well, you know, goblin kill people, people kill goblin, mọi mạng sống đều quý giá. À, tôi không thể nói thế khi tôi vừa giết một người ở trong chính grove của cô ta. Chắc chưa, bây giờ mình lôi con goblin này ra, nếu mà bị thấy là có thể mình phải giết thêm người. Không sao đâu. Ok. Đó là điều tốt nhất mà. My tribe ain't as friendly as I am. Vậy thì mình ra kiểu gì? Đóng cái cửa này vào đã. Wait, để level up cái đã. Em có muốn lấy cái phép Spike Grow không? Tại vì mình có khá nhiều cách để đẩy mọi người. Em kiểu có cả kéo nữa và rất nhiều người có đẩy. Spike Grow là một cái phép mà kiểu khá là điển hình, kiểu hiển nhiên là em sẽ dùng Entangle. Like, nếu mà em có Spike Grow rồi em sẽ không cần Entangle nữa. Em chơi subclass nào nhỉ? Lại Moon đúng không? Không, em chơi Land. Ồ, Land mà vẫn có hóa được con sói. Yeah, Land ở trong này vẫn hóa được nhiều thứ mà. Ok, tắt não optimization về não roleplay nào. Tớ vừa thấy một cửa đấy, có một cái cửa này. Và cũng có cái gì đó kia. Thế như là cái cửa này có thể dẫn ra ngoài. Thế nên nếu có đường kia rồi mình bơi con góp lên ra đi. Ok, đi thôi, nào đi đi. Tuy có vẻ không vui lắm, nhưng mà cũng cares about you, man. Ok. Your eyes are rarely a good sign. Ui ạ. Gì đấy? Từ từ. Họ làm gì vậy? Từ từ. Oh no. Quay. Đây là một cái... Vậy. Ở phía trước có bọn goblin. Tớ biết chúng ta phải chạy qua cái con này để đến đấy á. Tớ biết, nhưng mà chạy qua đấy là mình phải hy vọng có con goblin này đây, mình không phải đẩy. Tớ thấy có một cái gì đấy như là Rune of the Bear ở kia, nếu mà mình chạy ra đấy. Không. Không có thể nào ấn được à? Cho tớ nghỉ một tí được không? Tớ đang ít máu quá. Nghỉ một tí được không trước khi mà đến gặp cái bọn kia? Tớ ít máu quá. Ok. It's me, Caesar. The absolute don't like failures. Ôi không. Lỗ của tớ đó. Nên phải đổi lại là tớ sẽ cắt cái spike rồi. Thế nên mình phải đánh bọn tầm xa trước. Tớ sẽ vừa cắt cái red không được. Không phải là anh sẽ đổi xa. Rồi. Oh. Good to be free again, gotta say. No, this is the one that I'm like that. I'll introduce you to my whole tribe and put in a good word for you. See ya. Okay, vậy là chúng ta có một review tốt từ một bà goblin. Có lẽ sẽ cần không tớ. Chả biết là nó có review tốt hay không, hay là được nước nó cứ chạy thôi. Tớ cũng không biết đấy, nhưng mà tôi hay tin tưởng vào thế giới này nào. Cô lại có ai kìa. Cậu vừa mới mất niềm tin vào cả cái tộc Druid xong. Cậu biết không? Tại vì wow, bọn tớ thờ cùng một thần, nhưng mà họ không đi theo cái tôn chỉ đấy. Tôn giáo là một thứ khó hiểu, cậu biết mà. Anh đường, tôi chỉ cần đi thôi mà. Bác của anh này buồn cười quá. Có gì này nhỉ? Giống như là cảm giác với cái bọn Intellect Devourer ở trên cái thuyền. Ý tất cả những người ở chỗ này đều điên hết rồi. Tớ cảm giác đi. Là tớ có thể ra lệnh cho họ. Vậy thì làm đi, có phải đơn giản. I'm so so sorry. It's our brother, True Soul Edwin. Đơn giản vậy nhỉ? You feel sated. The injured man locks eyes with you. The parasite rides in your head. Your mind's intertwined. Cậu không được để hắn xâm nhập vào tâm trí của cậu. Không, nó cùng với kiểu mà tớ ra lệnh lúc nãy mà. Hắn đã thao túng cậu đấy. Yên tâm, hắn thao túng tớ thì tớ biết ngay. Bọn này cũng thử Absolute à? Đúng vậy, cậu có biết chúng nó gọi là True Soul đó.
Absolute là vị thần, còn true soul là những người thờ cái vị thần đấy đó. A true soul like you has been chosen không by phải the là absolute. Mà là được chọn. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you will rule. We know chúng ta phải true soul đó. But the absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Vậy ư? Vậy ta là survivor ở đây. You! Brenna! Kill him! What? Sao bọn nó tự nhiên lại hostile vậy? Tưởng bọn nó cần tìm mình. Lệnh của chúng nó là tìm và giết mình. À sao cậu biết? Mà không báo gì với tớ. Cảm giác nhìn thấy ánh mắt của thằng kia lúc mà nó nói là tìm vẫn on cost nó xú lắm. Nhưng tớ chưa kịp nói với cậu. Vì vậy nên là... Ok à. Thế giờ tớ đánh nó kiểu gì? À, tớ xin lỗi. Tớ giận quá. Ôi đó. Ok. Ok, tớ sẽ lên cùng cậu. Bắn nào. Ui. Yeah. Chết tiệt. Chơi kỳ dị rồi. Kéo lại đây, để kéo lại cho cậu đánh này. Rồi. Đánh đi trước khi anh biết đọc sát tia này lại bắn ngược chúng nó ra. Ok kìa, lấy gel sao lại dùng câu ngửa tầm gần. À, chúng ta nhớ lúc mô tổ vậy. Trời wow ơi. À, không ra. À, đừng đẩy đi nhá. Ở đâu đấy? Đấy. I'm going to go to the top. Làm gì vậy? Nó đã... nó... Cậu làm gì vậy? Nó đang điều khiển tớ. Tớ không muốn làm thế này. Cái con tắp cô đang điều khiển tớ. Mà cậu có năng lượng telekinetic từ bao giờ vậy? Sao cậu lôi được nó ra? Nó ở trong đầu tớ. Nó là thứ kéo ra, không phải tớ. Phải. Cho Will uống bịch máu đi. À, đây, đừng yên, đứng cạnh nhau, tất cả đứng cạnh nhau. Không sử dụng healing. Cậu làm gì vậy? Wow. Không phải potion of healing khi vỡ ra thì heal tất cả người đứng xung quanh. Oh my god, this is a bad game. Game nào? Chúng ta đang trong thế giới thật. Anh Bill nói gì vậy? Đấy là cách potion of healing luôn luôn hoạt động mà. Oh my god, vừa tôi mới biết là có thể hoạt động như thế đấy. Ôi, tôi nghĩ chúng ta không nên chụp vào đây đúng không? Có thể là có được đồ ăn chúng ta nhiều ngày mà. Hoặc là chúng ta thấy đồ ăn của nó, nghĩ sao? Ảo bè, tớ với cậu trước giết suốt mà. Vậy thì đi thôi. Đi thôi. Sao hết đồ ăn? Ảo bè nè. Yeah. Ui. Đến con Ảo bè là có nhà rộng của nhà tớ nữa. Ô, có dấu vết goblin đây này. Ở đây có cái tượng gì à? Cẩn thận. Có phép thuật giữ cho cái hòm này đóng. Đây là Saloon, tôi biết đây là những sân mặt trăng. Ở đây có nhiều đồ vết. Ok. Ủa, cậu vừa làm gì vậy? Tôi vừa đọc cái prayer đó. Wow, Saloon. Và để mật khẩu của nó giữ một tảng đá hả? Đọc prayer của Saloon, được hàng của Saloon. Ô, con gấu cú kìa. Ê, cúi xuống. Tôi có thể giống như các lần là... Giống như các lần mình săn nó khác. Đánh khi nó chưa... Ồ, cậu đang nói chuyện với nó rồi à? Nó nhìn thấy tớ. Không sao, tớ sẽ làm nó cảm thấy an toàn trước. Cậu có nói chuyện với động vật không? Ừ, có. Tớ có thể nói chuyện với nó để cho nó... Ồ, con gấu cú nhỏ thật là đáng yêu. Tấn công đi, nhanh lên khi nó không để ý. Ok, nó để ý rồi đấy. Đợi tí, để tớ vào vị trí phù hợp. Bọn gấu cú nhảy kinh lắm. Nó sẽ nhảy vào vị trí của nó trước. Wow, cậu tấn công đứa nhỏ. Điều dễ hơn. À, bây giờ nó sẽ nhảy thẳng vào vị trí của giữa bọn tớ này. Cậu hãy cho Lazel đứng xa ra đi. Chạy lên trước. Tốt, nó không thể lại gần được. Crit. Ồ, đấy có Spike Grove à? Tớ không để ý. Đúng rồi đấy.
Triton nó vẫn nhảy đến được lại nhỉ. Nếu mà đây là Spike Grove thì tỷ tớ đẩy con này. Như vào đây trước nè. Anh ấy đánh nó mất cân bằng rồi. Rất xịn rồi. Để tớ kết liễu nó. Thấy không? Ao bé dễ mà. Có muốn mặc trên mail không? Có. Cho lấy sao mà. Còn tớ sẽ lấy half plate của cô ấy. Ariel thử mặc cái scale mail được không? Xem có mặc được metal không? Vẫn mặc được metal. Interesting. Thế thì choice tùy. Tôi không nhớ em sẽ thế này thôi bởi vì nó... Xong rồi mình đi đánh Beast. Thì cười. Đuối. No. We don't. Đánh với cái bọn rui còn lại là sẽ là đánh Beast đấy còn gì nữa. Chúng ta có đánh bọn rui còn lại đâu. I'm not the massacre. Tôi bảo ghét bọn nó, tôi nghe sai. Với cả chúng ta tớ ghét bọn nó thì chúng nó làm theo đúng giáo lý. Chứ điều này tôi không nghĩ là tớ bảo chúng nó phải chết. Trừ khi chúng nó tấn công nữa. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Around his neck is a collar etched with a name. Scratch. Scratch. Tina Scratch. Nó có phiền như một con chó ngửi đến cái biển trại của Adriel và Hunter không? Không biết là trại của chúng ta đã có đủ rồi. Vớt đủ con chó thì nó cũng không được quá. Nhưng kiểu cậu hiểu không? Đủ rồi, nghĩa là thêm cũng được, chứ không phải đủ rồi thì không đến nữa. Đúng rồi. Nó đã quá đủ để được gọi là đông rồi. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Một mạo hiểm giả. Chuyện thường ngày mà. Chúng ta làm những gì có thể thôi. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Cần thấy bạn này ở trại kia, Diffling. Drop the act, hag. You was the last to see Marina. Just let her go. Hag? Please. Mấy tên này gọi bài là hag. Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. Stop this. We won't ask again. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Bollocks. You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Hả? Ma ta là người xấu. Bà ta có ma thuật. Những người còn có ma thuật thì tưởng không tốt lắm. Không, chúng ta không bao giờ nên đến gõ cửa bà này. Tớ đồng ý. Bà có vẻ đáng sợ. Thế là đường đi đâu cả? Chịu, mình đang tìm bọn Tiefling mà. À không, không phải Tiefling, tìm bọn Goblin mà. Đây có phải chỗ bọn Goblin không? Tớ không biết tớ đang quan sát. Hả? Hả? Có phải là có một ma thuật tạo ảo giác vào đó. Cậu nói tao mới để ý. Holy shit. Mấy cái ánh nắng ngập tràn thung lũng đâu rồi. Có cái bọn gì đấy. Vừa nãy trông còn tươi đẹp lắm mà. Nó là một phép cho tạo ảo giác đó Hunter. Tớ nghĩ tụi mình đang rời khỏi đây. Ok. Đi. Tao quên đường ra là đường nào vậy. Trời ơi, sao chúng ta lại chui vào trong này vậy. Thế sao được, mình đang tìm bọn Goblin mà. Nhanh này, biến khỏi chỗ này. Ra khỏi đây thì ánh nắng lại tươi đẹp rồi. Wow, nó giống như kiểu hai thế giới khác nhau vậy á. Tớ không hiểu và tớ không muốn hiểu. Đi thôi. Phải một người có thuật cao cường lắm mới làm được như thế á. Tức là chúng ta không chơi được cái bà. Chắc cái bà đấy đúng là hack rồi. À đây, có Goblin này, Goblin ở đây này. Để tớ chuyện của nó. Thế là một cái. Nó xin đều đồ của tớ này. Tớ có nên sử dụng con Illithid để giao lại cho chúng nó không? Tùy cậu, không biết chúng ta có nên để con Illithid dùng nhiều dẫn đường chỉ lối không? À, tại sao lại từ 1 để lên 20 vậy? Ok, có vẻ như là nó cho tớ đi qua này. Có vẻ đây là một ngôi làng của Goblin. Có những anh bạn to lớn kìa. Thì từ, cẩn thận, trông nguy hiểm đấy. Mà to hơn tớ phải gấp 4 lần. Chắc là một đề đấy không vậy? Tớ không biết, chúng nó to hơn tớ gấp 4 lần. Nhưng họ nói chuyện rất lịch sự. Ok. Brothers, look here, stranger. Be you friend or food? The mark is friend, yeah, friend, yeah. Show us the brand of the absolute. Tôi không hiểu những cái này.
tất bất kể thứ gì để nó không đánh mình. Quite a little fun off. Am I not astonishing? Unless you bear the mark, of course. Oh, mark à? Hình như chúng ta có cái mark. Chỉ là có con trong đầu thôi mà. Người nó bất cứ thứ gì để nó không đánh mình. How regrettable that your meat must go food. Not food. Not food. Friend. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Máu và tiền. Ít nhất bọn này cũng sống đúng kiểu. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. Máu và tiền. The goblins understand my appetites. Wow, anh này nói chuyện đáng yêu chứ. Ồ, oh, anh đáng yêu rồi. Chắc không vậy. I am, by all accounts, a chúng ta có tiền. Commerce and extortion. Chúng ta làm gì có xu móc nào. Đấy, I pay you in the flesh of the fallen. You have trả bằng máu trên chiến trường. Lựa chọn khó khăn quá. 19 and close. So close. Oh, so far. A slip of the tongue. You meant to make a better offer, surely. Mình không có tiền đâu. Chắc còn đang trong ngôn không? Nếu mà chúng ta còn sự trợ giúp của mấy em bạn này thì sẽ tốt vào đúng không? Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà bọn nó cũng khó mà. có thể biết được bọn nó sẽ làm gì. Có thể lúc nào đấy bọn nó đói lại đi ăn mình. Có một người đồng đội, đồng bạn của tớ bị chúng nó bắt kìa. Đâu? Tớ đang cứu họ. Tớ đang cứu họ để tớ nói chuyện với. Ê, từ từ. I said I should save the game before, right? Look what we got here. Another little bird. Stop this. Chính mình bạn lôn đấy đang bị. What the hell chứ người? Và nên lại bắt đầu lấy vũ khí ra sẵn sàng. Position đi TikTok. Rồi sẵn sàng để nhảy vào bọn nó bất cứ lúc nào cũng nói. Tôi muốn xem bọn nó nghĩ gì đã. Đó anh biết em đang nghĩ gì. Oh my god, tôi không đoán được nó đang nghĩ gì rồi. À, tôi đi học thêm ở trường. Không, tôi sẽ nhìn lại. À, lần này thì ổn hơn rồi. I ain't got much stomach for a fight. Better just put on a show and scare this one off. Nó nói nhanh nhát. Tôi sẽ hăm dọa nó vậy. Ê à, nó cao vậy. Hy vọng. Không, thần của cậu. Đó. Thần của cậu. Chỉ là tư bản nó giúp nó. Nào đây. Yes. Nói chuyện giỏi đấy. Giờ lôi đồng bạn kia xuống nào. Tấm mừng là không có máu đổ. Tớ tưởng cậu thích đánh nhau. Tớ muốn an lành, và nếu an lành đi kèm việc phải đánh nhau thì tôi đánh. Ồ, đây tôi đi cứu cậu ấy đã. Ăn tay hiểm. Tôi cứu được cậu bạn luôn đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ để cho anh Huy nói chuyện. Thế này giờ tôi nói chuyện vất vả quá. Không, với cả có bà chị này giới thiệu. Bà chị này đang đợi mình à. Ờ, vậy thì tốt. Come on, gotta let the drown know where them looters is. We'll be heroes. Có vẻ việc cứu bà Goblin kia là quyết định đúng đắn. Đúng vậy, nhưng mà lái chân ngắn chạy nhanh ghê. Ôi. Chuyện xảy ra vậy? Không, tôi chỉ nghe vị thần tư bản thôi. Mạnh này chưa đủ để làm tôi khuất phục đâu. Sức mạnh là mạnh quá. Đây là đâu, tôi là ai? Đây có phải là cái absolute gì không? Và chu sô. Đúng vậy, đây là cái absolute chất tiền nào đấy. À, tôi bắt đầu bét cái bản thật rồi. Ồ, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, không bị đè nặng nữa. Ồ, không, đây, cái quả cầu mà chị kia đưa tớ, chị Quebec đưa tớ. Không phải quả cầu này là thứ bảo vệ chúng ta an toàn. Thật ra chị đưa cho tớ. Vậy là Shadowheart biết gì đó về việc này sao? Cái artifact này. Khi nào mình về Cam thì sẽ hỏi. Nhiều goblin quá. Đi đứng nói chuyện cẩn thận nha. Oh, thanh niên này hình như nãy tôi thấy ở trong hội Druid, trong Cam của Druid. Và bây giờ hắn đã ở đây rồi. Hắn cũng có phải dám điều không? Có thể.
Lại mấy cái thơ thần. Tao không muốn nghe cái này nữa đâu. Tao thấy như bà ấy chạy vào trong này này. Mình cần tìm Priestess gì đấy để chữa bệnh. Đây đây đây, bà sao ra đây này. Đây, đi tiếp đi. But if anyone wants a passport guarded, we'll call. Chị này chúc chúng ta phá cửa. Còn nó nói gì đấy về việc Brand. Dừng đóng cửa lại. Mỗi khi tôi mở cửa. Chạy theo xa ra đi. Xa ra đâu rồi? Đâu? Đứng đâu rồi? Bạn này giữa tôi lại nói chuyện rồi. Đây, bạn này là cái bà Pintex Good này. Tôi sợ là nếu tôi không cho bà ấy mát thì bà ấy sẽ giết hết chúng ta ấy. Cho cái gì cơ? Bà ấy muốn đóng dấu lên tay của tôi. Tại sao? Hỏi tại sao nào? Shows our devotion to the absolute. Để thể hiện lòng thành kính với cả bà kia, tự bà Absolut. Cậu nghĩ sao? Không hả? Mấy cái trò vớ vẩn này. Bọn này cũng có mấy con nòng nọc hả? Đúng rồi. Tớ không dám đi bờ, tôi không ai đâu. Tớ nghĩ là cũng cắt đi. Tin được bà này không? Tớ không biết, tớ cảm giác bà ấy khá tự hào về việc có con nòng nọc ở trong đầu ấy. Vậy thì cứ hỏi thêm đi đã. Chắc là cứ đi theo bà ấy đi. Bà ấy bảo là mình đi theo bà ấy vào trong cái chapel của bà ấy. Nó nói nhỏ là nếu mà chỉ mỗi mình bà đấy mình có thể xử lý được, nó có vấn đề gì. Nếu mà thấy bà ấy xú là chạy. Trước hết đóng cửa lại đã rồi. Ok, để cái đóng cửa đã, đóng cửa đã. Tớ đóng rồi. Nói nhỏ này, các kiếp khác của tớ đều làm như vậy. Kiếp nào cơ? Nhiều kiếp trước. What exactly are you going to do? Mà làm gì? Alright, I'm ready. Ready. Hả, bà ấy muốn làm một mình à? Có mùi không ổn ở đây. Cậu Will thế nào? Có phải như cậu ấy sẽ không thích việc bị bà này chui vào đầu lắm. Rồi sao? Hay mình rời đi à? Còn lựa chọn gì không? Có hai lựa chọn. Một là ba chúng ta đi và để cho Will ở lại đây một mình. Và? Hai là đóng cái cửa kia lại và chúng ta xử lý bà này. Thế sao chúng ta phải xử lý bà này? Chúng ta không muốn bà ấy chữa thì đi thôi. Cũng đúng. Chúng ta phải rời đi. Vậy thì rời đi đi. Tớ nghĩ là bà ấy mưa ám. Ừ. Nhưng mà như thế thì mình lại không biết phải làm gì nữa. À đây, Sasa bảo là đây, à đúng rồi, Sasa bảo là đến đây gặp Brown này. Mình ở đây, từ từ, nghe này, đừng có chạy linh tinh. Lại đang nói chuyện rồi. Sasa đây mà. Còn nhớ mình đến đây làm cái gì không? Nếu mà mình không chữa được thì mình tìm ông Hao xin. Lỗi của tớ. Cậu cứ làm như đây là một cái game vậy. Chạy hương tình. Chào có mọi chỗ. Cậu bảo tớ là đi tìm Sasa. Tớ tìm Sasa cho cậu rồi mà. Tớ còn lại tức giận. Chúng ta phải làm thứ vì chúng ta có suy nghĩ. Không phải làm thứ một cách mông lung. My spiders are hungry, little one. Ôi, xin chứ, bà này định xử Sasa. Tell me where that grove is, and I may yet spare your life. It's past the bridge, to the east. Big old gate covered in ivy. Don't hurt me, mistress, please. I will not hurt you. My spiders will have that pleasure. No, I'm not up, I'm sorry. Bà này căng thế. I didn't know who they was. They didn't tell me nothing. Có vẻ bà này định đến chỗ của hội Druid để xử lý. Để xử lý họ, đúng rồi. Mình có nên bảo vệ Sasa không? Tớ sẽ không liên quan đến việc này. Cậu muốn làm gì là? I told you, I was trying to follow orders best I could. Silence, wretch. It seems that the inhabitants of the grove trust you. We can use that against them. Return to the grove. When my raiding party approaches, throw open the gate and signal me. The fate of the grove's inhabitants hangs in the balance. Killing the drow here would spare them, but it might be better to face her warband at the grove itself, on familiar ground. On the other hand, participating in the slaughter as she asks may be the perfect way to earn her trust and access to the cult's inner circle. Ra đây bàn với tớ một tí. Để bà drow đợi. Nói đi. Tớ không muốn liên quan đến cái việc này một tí nào. Việc của họ thì cứ để họ là. Thế nhá, cái mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu của mình là đến đây để tìm cái ông Druid, cái ông Housin. Bà Priestess Gat kia thì mờ ám vãi ra rồi. Mình không nhờ được rồi. Bây giờ chỉ còn ông Druid thôi. Đấy là mục tiêu duy nhất của mình. Okay. Cậu còn nghĩ nhưng mà cái bọn này
nó cũng có cái năng lượng giống mình, đúng không? Từ từ bây giờ tớ mới nghĩ ra nó cũng có năng lượng giống mình, nó cũng có cái bọn nòng nọc trong đầu. Có thể có khả năng biết được gì đấy. Họ có thể biết được về cái tình trạng này không? Tớ nghĩ là có. Đấy. Tớ nghĩ là thế này này. Bọn họ đều có nòng nọc trong đầu đúng không? Nhưng không phải đây đã biến thành hai flavor đúng không? Thì tức là họ phải có cách nào đấy để chúng mình không bị biến chứ. Chúng mình đang sợ bị biến thành hai flavor mà đúng không? Phải không ta? Ok. Thế thì tớ vẫn không muốn phải chui vào giữa cái cuộc chiến này của bọn này. Nhưng mà có thể là mình làm cách nào đấy để hỏi thông tin, moi thông tin từ họ thôi. Xong rồi thì mình có thể biến đi cũng được. Thế thì tớ sẽ cứ giả vờ chấp nhận nhé. Còn nếu mà tớ từ chối là chúng ta sẽ đánh nhau ở đây luôn đấy. Ở nhìn mặt cái bà này thế với cả cách bà đối xử với con tên Goblin kia thế. Ok, cứ tạm chấp nhận đi. Xong rồi mình nói chuyện sau. Cậu với tớ còn chả biết cảm trả giỏi nói chuyện. Yes ma'am. Bố bảo cho tớ con dao này. Căng quá. Một con dao để ám sát người khác. Knocked out or sleeping. Mình đang làm cái quái gì thế này hả, Adriel? Tớ không biết, nhưng mà chúng ta phải sống á. Rồi, bà đấy đâu rồi? Bà ấy đi nhổ rồi, bà ấy đi chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhưng mà chúng ta phải cùng okay. Về mình cần đây đi theo bà đấy, tớ đang đi theo này. Mình cần nói chuyện thêm với bà đấy, hỏi về mấy cái con nòng nọc. Không ấn được bà ấy. Bà ấy đang cắt xin. Bà ấy... chị ơi em nói chuyện ngay. Chị đang đi gọi hội của Goblin rồi. Ôi, chị đang đi gọi hội đánh nhau rồi à? Đúng rồi. Bình tĩnh chị gái. Bà ấy không cho tôi nói, bà ấy chỉ nói linh tinh thôi ý. Ôi trời ơi, đang làm cái gì thế này? Rồi, đừng quan tâm cái đấy. Mình chưa về làng là bà ấy vẫn chưa đánh đâu mà. Mình chưa phát tín hiệu đúng không? Đấy. Tìm Han Xin hả? Tìm đi nhanh lên. Còn chỗ nào trong này mình chưa đi nữa? Đấy, chỗ trên này là chỗ tôi đang đứng này. Ở đây có gì nào? Đâu? Ở đây có một ông già đứng rất nhiều máu nhìn vào tường. Cậu cũng nghĩ đây là nơi cần tìm không có đâu nữa đâu. Bọn Goblin đi hết rồi à? Bọn Goblin bị gọi hội đi hết rồi. Đi nhiều lắm rồi. Đây có phải cái thằng mạo hiểm giả gì đấy của cái hội kia không? Đúng rồi đấy. Thấy họ bảo là bị bắt. Có người cứu nó không? Có phải human? Cứu nó mình có được lợi gì không nhỉ? Tôi không biết. À có thể hỏi về ông Druid kia. Đúng rồi, cậu nói đúng. Có cách nào để làm cái này mà không không lộ liễu quá không? Chắc là phải đánh bọn Goblin rồi. Ê! Tớ biết việc này. Làm gì đấy? Đi ra à? Cố gắng nhá. Cậu làm cái gì vậy? The prisoner smiles through the pain, then spits in your direction. Làm cái trò gì vậy? Anh ơi à? Chẳng cứu được mà cũng chẳng là làm được cái gì. Tớ. Ôi không, không ổn rồi. Có phải là lựa chọn sai lầm? Tớ ta nên giết con thay tay này anh hả? Không, có cái lính nát ở đấy á. Vậy là tớ không cứu được nó rồi. Tránh ra. What? Ra đây đường với tớ. Ôi, what chứ đuối. Mấy cái trò nói chuyện cậu lằng nhằng quá. Tớ là mình đánh hả? Mình cần thông tin từ cái cậu tù nhân này mà. Oh my god. Okay. Yên tâm, có hai đứa thôi. Ui dạ. Nó đơn giản mà. Chỉ cần vậy thôi, tự nhiên lại cậu phải đi. Có một con nữa này. Ô, một tên nữa ở đâu vậy? Ôi dồi ôi, phải hoạt động nhanh thôi. Không là cả lũ ra đây mất. Cái gì? Ôi dồi ôi. Time to press ahead. Anh chạy thôi. Ơi. You still there? Ừ, anh vẫn ở đây mà. Why hello. Go to the audience, man. Nói gì đi được rồi, em sợ. Hello. Okay. Đây, nghe thấy rồi. Hello. Tại sao lại bay vậy? Lúc này bay. Roleplay bao nhiêu không nghe được gì. Không nghe được gì cả. Từ đoạn nhiên, nào vậy? Tự nhiên thấy kiểu từ đoạn tự nhiên kiểu Hunter lạnh lùng rút kiếm ra, đâm vào con Goblin, xong rồi kiểu anh nghe kiểu con gì vậy? Mà như thế. Nhưng mà Hunter không trả lời, vẫn lạnh lùng cầm giáo chết con Goblin. Xong rồi ra lệnh kiểu là giáo đâm chết con Goblin rồi lại. Xong rồi em kiểu chuyện gì vậy? Sao lại vậy? Hunter bị con đồng đồng điều khiển.
Đấy, 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 tôi có thông tin về Hashi này, nhưng mà wow. Quả đấy đúng là kiểu lại kiểu tiền. Quả đấy em nhỉ? Hashi, I don't know, he changed into a bear and lost him. Ok, có vẻ như chúng ta sẽ phải tìm con gấu. Cái này không có hại gì cho mình trong việc cứu cậu này. Đằng nào cũng giết mấy cái tên torture rồi. Nên là tớ ok. Thank you. Đừng để bọn chúng thấy là được. Còn nếu bọn chúng thấy thì đừng có khai là bọn tôi cứu. Ồ, oh, tốt. Nếu mà thanh niên này về được thì sẽ báo được cho hội kia để chuẩn bị. Tại sao tớ lại phải quan tâm nhỉ? Tớ cũng không biết. Tớ cũng đang định hỏi cậu. Sao cậu lại quan tâm vậy? Không giống cô chút nào. Mà tớ cũng không giống tớ chút nào. Phần nào tớ cảm thấy có lỗi khi mà để lộ thông tin cái group đấy ở đâu cho cái bọn Goblin và Drow này. Bình thường tớ không muốn nhúng tay vào chút nào đâu, nhưng mà tự nhiên lần này lại giúp tay cho những kẻ xấu, nên là cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Không có tốt và xấu, những kẻ ngoại đạo đều sinh ra phải chết. Hả? À? Chết tiệt, không có gì. Kẻ ngoại đạo là kẻ nào? Những rui nhưng mà lại không sống như một rui. Rồi, nhớ cuộc nói chuyện về mặc cái giáp kia, cậu sẽ bảo là không đánh thú đâu không? Và tớ bảo đánh druid cũng là đánh thú, và cậu bảo là không đánh druid đâu. Đúng vậy, tớ không đánh thì không có nghĩa là người khác không đánh. Thế cậu vẫn muốn họ chết. Cậu biết cái thứ ma thuật mà họ dùng là gì? Ma thuật mà đấy là một pháp thuật cổ xưa, một cái ritual vô cùng tàn nhẫn, có thể thậm chí có thể giết hết cả chính họ. Nó gọi là cái gì nhỉ? Rite of Thorn. Rite of Thorn, yeah. Và cậu biết sao không? Những kẻ sử dụng cái ma thuật đó không khác gì là xấu cả. Thế còn hội Tiefling thì sao? Nếu mà bọn Goblin đến thì chắc chắn là họ cũng giết cả Tiefling. Cậu nói cũng đúng. Vậy chúng ta cần quay về bảo vệ họ không? Họ chỉ là những người dân vô tội. Chúng ta chưa nhất thiết phải quay về, tại vì bà Drow đấy đợi tín hiệu chúng ta. Ê, còn tớ đã nhìn thấy con gấu kia rồi. Trong nốt khác có một con gấu này. Ừ. Well, khu vực này đóng cửa đúng không? Tôi nghĩ đấy là Halsin đúng không? Theo như lời của... Đúng vậy. Tớ không nghĩ là có một con gấu nào khác bị mắc ở đây nữa. Chúng ta phải cứu ông ấy. Tớ sẽ cứu như một cách nói của cậu. Thảm quá. We're juicing it up. The beast came in here with those robbers. Killed Dink and Mintz too. Thấy hai đứa trẻ Goblin đáng ghét này không? Chúng sẽ ăn hành trước. Vì tên mà có nhện nhện đấy đi, thì con nhện nhện đấy sẽ biến mất. Thế sẽ để ông gấu lo bọn kia. Có phải xử lý tên này không? Tên này không, tôi nghĩ rằng nên xử lý tên Beastmaster trước ấy, bởi vì hắn là người triệu hồi con này. Chúng ta cần xử đẹp bọn trẻ con trước khi bọn nó đi đảm báo thêm. Kéo một đứa lại, hoặc là dùng cái đây. Alo. Không hiểu sao. Yeah, cả có bao giờ rồi không nghe thấy nói gì cả. Cả chỉ là sự im lặng. Có phải là khi mà bước vào trận chiến thì một trận nhân cách khác sẽ kiểu nó điện nữa. Kiểu chỉ có sự lạnh lùng biết chóc. Em nghĩ session này cũng khá hay. Có nhiều đoạn in character nó dramatic hơn anh nghĩ. Anh thấy cái role của Adriel và Hunter đang đảo ngược lại nhau rồi. Hunter bây giờ đang cảm thấy có lỗi và muốn giúp người, còn Adriel thì kệ nó. Oops. Well, maybe today is not the best day, you know. Adriel descend into darkness. Còn một tập cuối của Hunter và Adriel, họ sẽ làm gì để chuộc lại những lỗi lầm tiếp tay cho kẻ xấu? Hay họ có chuộc lại không?